Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn mơn trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn như trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Kênh How In Win xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng kênh How In Win đi một vòng giáo quanh Hồ Gươm. Thời tiết hôm nay đã trở nên ấm áp khiến tiết trời trở nên trong xanh dễ chịu hơn so với thời tiết mây mù của những ngày qua. Một vòng Hồ Gươm khoảng 1,7 km, thích hợp cho cả hoạt động đi bộ, đi xe máy, đi xe điện, đi buýt 2 tầng, vân vân. Thời gian đi bộ quanh hồ thường mất khoảng 20 đến 30 phút, tùy vào tốc độ và thời gian dừng chân để tham quan. Còn với các phương tiện khác, thời gian có thể rút ngắn xuống còn khoảng 10 phút, phụ thuộc vào mức độ thưởng thức phong cảnh và hương vị của từng người. Hà Nội có lẽ không còn xa lạ đối với bất cứ ai, trái tim của Việt Nam, một thành phố cổ kính với lịch sử hơn 1.000 năm. Thành phố này nổi tiếng với những chiếc hồ rộng lớn tuyệt đẹp như Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Gươm, trong số đó, không thể không nhắc đến Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm nằm giữa trung tâm thủ đô, có giá trị lịch sử to lớn, cũng như là địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai khi đến với Hà Nội. Hồ đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi mang tên chính thức là Hoàn Kiếm, hồ đã từng có rất nhiều tên gọi gắn liền với mỗi câu chuyện khác nhau như Hồ Lục Thủy hay Hồ Thủy Quân. Vào đầu thế kỷ 15, tên gọi Hoàn Kiếm chính thức xuất hiện gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả lại gươm báu cho thần rùa sau khi ông mượn gươm để chiến đấu đánh tan giặc nhà Minh. Sau đó, ông chính thức lên làm vua và gây dựng nên một triều đại nhà Lê thịnh vượng. Tương truyền rằng khi vua Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại giặc Minh, ông đã tình cờ nhặt được thanh gươm Thuận Thiên và nhờ có thanh gươm này mà ông thắng trận liên tiếp, lên ngôi vua vào năm 1428. Khoảng cuối thế kỷ 16, chúa Trịnh cho ngăn hồ thành hai phần tả hữu, sau đó lấy tên là Vọng. Đến năm 1884, hồ Hữu Vọng bị thực dân Pháp lấp đầy để mở rộng thủ đô, còn hồ Tả Vọng được giữ lại chính là hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm ngày nay. Hồ Gươm có diện tích rộng lớn, khoảng 12 hecta. Vì vậy, Hồ Gươm là điểm đến được nhiều người lựa chọn hóng mát, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và thưởng thức khung cảnh thiên nhiên xanh tươi, tuyệt đẹp. Ngoài hoạt động tản bộ, du khách có thể tham quan một vòng Hồ Gươm bằng xe đạp, xe điện, xích lô hoặc xe máy. Vào 3 ngày cuối tuần, Hồ Gươm thu hút lượng lớn người dân và du khách tìm đến dạo chơi tại phố đi bộ. Tuyến phố kéo dài trên một số con đường xung quanh khu vực Hồ Gươm và diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như trò chơi dân gian, khám phá ẩm thực chợ đêm phố cổ, trình diễn nghệ thuật đường phố, vân vân. Khu vực Hồ Gươm và các điểm đến xung quanh hội tụ rất nhiều quầy hàng, quán ăn bán hàng loạt món ngon, đặc sản Hà Nội như bún ốc chợ Đồng Xuân, bún thang cầu gỗ, kem Tràng Tiền, bún chả hàng Quạt, ốc nóng Ninh Liệt, há cảo hàng Bồ, cà phê trứng Ninh, nộm bò khô Ninh Tiên Hoàng, bò nướng Mã Mây. Mỗi mùa trong năm Hồ Hoàn Kiếm đều khoác lên mình tấm áo mới xinh đẹp. Hồ Hoàn Kiếm không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng và còn bởi những địa danh gắn liền với dấu ấn lịch sử của Hồ. Mong rằng những điều kênh How In Win chia sẻ trên đây đã cung cấp cho bạn một số thông tin cần thiết để khám phá trọn vẹn con phố này. Ngoài ra, bạn có thể truy cập kênh How In Win để xem và tham khảo các bài viết khác về Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội. Nào, mời quý vị khán giả cùng kênh How In Win dạo quanh Hồ Gươm và cùng ngân vang bài hát điệp khúc mùa xuân. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn mơn trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn như trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo bay, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Để gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâm chơi vơi, dù ta say trong biển khơi.
nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng vào trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, mặc cho mây buồn nhạt trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. La 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 la. Chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. La 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 la. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn di chuyển sang phố Tràng Tiền. Tràng Tiền là con phố nổi tiếng của Hà Nội, Việt Nam. Phố Tràng Tiền nằm ở khu trung tâm, có từ lâu đời, chạy từ đông sang tây. Thời thuộc Pháp, phố này có tên là Rue Paul Bert, đặt tên theo thống sứ Bắc Kỳ Paul Bert. Phố Tràng Tiền bắt đầu từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở phía tây, nối với phố Hàng Khay, còn phía đối diện, phía đông kéo dài tới nhà hát lớn Hà Nội. Mặc dù phố Tràng Tiền không dài nhưng nó có một vị trí khá quan trọng. Có rất nhiều hiệu sách và cửa hàng trên phố Tràng Tiền. Phố còn nổi tiếng với kem Tràng Tiền. Một đoạn phố nối với phố Hàng Khay giờ đã trở thành khu phố đi bộ vào tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhạt trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Và phía trước là nhà hát lớn Hà Nội. Nhà hát lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc tại thành phố Hà Nội, Việt Nam, phục vụ biểu diễn nghệ thuật. Nhà hát tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng 8, vị trí ở số 1A phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, không xa Hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng lịch sử Việt Nam, cạnh khách sạn Hilton Hanoi Opera, nhìn ra các vườn hoa nhà hát lớn và vườn hoa 19-8. Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu nhà hát Opera Garnier ở Paris nhưng mang tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Tác phẩm của hai kiến trúc sư Halley và Breuer mang nhiều màu sắc, đường nét kiến trúc của các nhà hát ở miền Nam nước Pháp, có cách tổ chức mặt bằng, không gian biểu diễn, cầu thang, lối vào sảnh giống với các nhà hát ở châu Âu đầu thế kỷ 20. Mặc dù là một công trình kiến trúc mang tính chiết chung, được pha trộn nhiều phong cách, nhưng nhà hát lớn Hà Nội vẫn mang đậm dáng vẻ tân cổ điển Pháp, đặc biệt ở kết cấu kiến trúc, kiểu mái hai mảng lợp ngói đá đen cùng các họa tiết trang trí bên trong. Ra đời muộn hơn các nhà hát ở thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, nhưng nhà hát lớn Hà Nội có kiến trúc hoàn chỉnh nhất và trở thành hình ảnh quen thuộc và đặc trưng của thành phố Hà Nội. Dương xuân nơi xin lặng xa hương băng, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Nơi
gió hay cuốn từng lá rơi và nắng hay chiếu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhạc dâm chơi vơi dù hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng vào trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, mặc cho mây vô nhật trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đang buồn vui. La 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 la. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chợt thấy nắng trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, mặc cho mây vô nhật trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và thư thái, hãy bấm chia sẻ, like và đăng ký kênh Ha Win Win để kênh có động lực làm các video tiếp theo.